Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự hôm nay thứ Năm, ngày 27 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2020. Thay mặt những người làm chương trình, xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các cán bộ y bác sĩ, nhân viên trong ngành y tế Hưng Yên. Những người luôn tận tụy trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, gian khổ và nguy hiểm để chữa bệnh cứu người. Và sau đây mời quý vị và các bạn đến với những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2020 và kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại một số bệnh viện và các đơn vị liên quan. Những chiến sĩ áo trắng trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19. Nhiều hộ dân ở Mỹ Hào sử dụng điện năng lượng mặt trời. Ân Thi xử lý đất dôi dư và cấp sổ đỏ chậm. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, sáng nay, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến chúc mừng cán bộ nhân viên y tế và thăm cơ sở vật chất khu cách ly của Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe cán bộ tỉnh và Bệnh viện Phổi Hưng Yên. Cùng tới chúc mừng các đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đến thăm chúc mừng cán bộ y bác sĩ và nhân viên của Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe cán bộ tỉnh, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ gửi lời cảm ơn và chúc mừng tốt đẹp nhất đến cán bộ y bác sĩ và nhân viên y tế. Chúc các thầy thuốc luôn dồi dào sức khỏe, tâm huyết, cống hiến sức lực trí tuệ cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cán bộ và nhân dân. Phối kết hợp với các bệnh viện lớn để không chỉ làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe mà còn bảo vệ phòng bệnh từ xa, nâng cao hiệu quả điều trị bệnh và hiệu quả của công tác tư vấn chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân đến điều trị. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trung tâm phải phối hợp tốt với các cơ sở y tế để phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này. Tại Bệnh viện Phổi Hưng Yên, thăm khu cách ly của bệnh viện, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ đánh giá cao sự nỗ lực vươn lên trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người dân của tập thể cán bộ y bác sĩ và nhân viên bệnh viện trong thời gian vừa qua. Đặc biệt, bệnh viện xây dựng tốt các phương án trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, sức khỏe là vốn quý của con người. Vì vậy, trong thời gian tới, đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế Bệnh viện Phổi Hưng Yên cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, hết lòng vì người bệnh, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và y đức, chủ động các giải pháp phòng chống dịch bệnh, tránh tình trạng chủ quan lơ là. Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị, kinh tế, xã hội tại địa phương. Nhân dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ cũng gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế trong toàn tỉnh. Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tới chúc mừng tập thể thầy và trò trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng gửi lời chúc mừng tới thầy và trò trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên và ghi nhận những nỗ lực kết quả đạt được của nhà trường trong những năm qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo nhà trường tiếp tục phối hợp với các đơn vị làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, trường Cao đẳng Y tế phải đẩy mạnh đổi mới phương pháp giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng dạy và học, thu hút thêm nguồn nhân lực trình độ cao về giảng dạy. Trong công tác đào tạo, cần bám sát nhu cầu nhân lực ngành y của xã hội. Các giảng viên, sinh viên tích cực tham gia nghiên cứu đề tài khoa học phù hợp thiết thực với điều kiện phát triển kinh tế của tỉnh. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 cùng các đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trường Quân sự tỉnh. Theo báo cáo của các đơn vị, đến nay trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện trường hợp nào mắc dịch bệnh COVID-19. Thực hiện chỉ đạo của chính phủ, của tỉnh, các đơn vị đã tích cực triển khai phòng chống dịch bệnh COVID-19, chủ động rà soát các đối tượng trong diện nghi nhiễm, lây nhiễm bệnh COVID-19, xây dựng các phương án phòng chống dập dịch. Hiện tại, cơ sở cách ly tập trung số 1 của tỉnh đặt tại trường quân sự tỉnh. Công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, mặc dù đến nay, tỉnh ta đã nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 và đạt được những kết quả bước đầu. Tuy nhiên, dịch bệnh đang có chiều hướng phức tạp, các cấp ngành địa phương không được chủ quan lơ là. Đồng chí đánh giá cao những nỗ lực của ngành y tế tỉnh trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thời gian qua. Trong thời gian tới, ngành y tế cần nỗ lực phối hợp với các ngành địa phương thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo phương châm kỷ cương, quyết liệt, trách nhiệm, bình tĩnh, hiệu quả. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hàng ngày, đảm bảo các điều kiện an toàn khi học sinh quay trở lại trường học. Đối với cơ sở cách ly tập trung số 1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trường quân sự tỉnh phối hợp với các ngành địa phương xây dựng phương án hoạt động cụ thể, đảm bảo sẵn sàng khi có tình huống xảy ra. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng gửi lời chúc mừng toàn thể cán bộ y bác sĩ của tỉnh nhân kỷ niệm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến thăm một số đơn vị trực thuộc ngành y tế trên địa bàn tỉnh nhân Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy đã tặng hoa quà chúc mừng cán bộ ngành y luôn bám sát hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo đề nghị toàn thể cán bộ, nhân viên trong ngành cần chủ động phối hợp với tổ chức chính trị làm tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, năm nay, Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2 diễn ra đúng vào thời điểm ngành y tế đang cùng với hệ thống chính trị và nhân dân cả nước tập trung phòng chống dịch bệnh COVID. Hơn lúc nào hết trong thời điểm khó khăn này, chúng ta càng thấy rõ sự tận tâm trách nhiệm hết mình vì công việc của những chiến sĩ áo trắng đang ngày đêm vì sức khỏe cộng đồng mà có lúc phải quên đi những niềm vui riêng và họ thực sự là những chiến sĩ áo trắng trong trận chiến chống dịch COVID-19. 13 năm khoác trên mình chiếc áo blue trắng, từng trải qua nhiều đợt chống dịch, nhưng chưa bao giờ bác sĩ Nguyễn Đức Toàn cùng đồng nghiệp ở Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ lại phải thực hiện biện pháp bảo hộ cách ly ngặt nghèo như thế này. Từ khi trung tâm được giao nhiệm vụ tiếp nhận, thu dung cách ly người có triệu chứng nghi nhiễm COVID-19, những y bác sĩ ở đây phải túc trực 24/24. Vợ của bác sĩ Toàn, chị Lưu Thị Hoa, phụ trách phòng kế hoạch nghiệp vụ của Trung tâm Y tế Tiên Lữ, dù làm cùng cơ quan thế nhưng cũng không thể tiếp xúc hay gặp nhau, chỉ liên lạc bằng điện thoại. Con của anh chị còn nhỏ nên phải nhờ ông bà trông giúp và những lúc rảnh được nghe giọng của con cũng là động lực để anh vững vàng tiếp tục công việc. Tôi mong muốn là làm sao cái dịch COVID-19 này nhanh chóng được khống chế và Việt Nam không còn bệnh nhân nào mắc nữa. Là một trong những y bác sĩ chính phòng dịch COVID-19 tại Bệnh viện Nhiệt đới Hưng Yên, bác sĩ trẻ này luôn trong tư thế sẵn sàng thực hiện các bước sàng lọc, cách ly cho bệnh nhân. Không chỉ tập trung chữa trị bệnh, các y bác sĩ làm nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 còn phải làm công tác tư tưởng để trấn an tâm lý người bệnh. Tất cả chế độ mình nói gì là cách ly đặc biệt, các anh cũng luôn luôn thường trực bên em. Bất kỳ vấn đề gì thông báo anh sẵn sàng ngay, anh cũng luôn luôn sát cánh. Anh ăn gì thì em ăn đó. Và bệnh nhân nói là cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, bên cạnh các bác sĩ thì điều dưỡng là người trực tiếp chăm sóc người bệnh. Cường độ làm việc cao và đối mặt với nhiều nguy cơ, nhưng họ không hề nề hà và sẵn sàng vì nhiệm vụ. Điều dưỡng Lê Thị Thanh Vân với kinh nghiệm gần 20 năm làm việc, song với cường độ ngày làm việc 12 đến 15 tiếng và không hề được về nhà. Song điều chị thấy yên tâm đó là hậu phương luôn ủng hộ chị. Em có nhớ vợ không? Ủa? Thế bố con ở nhà như thế nào? Bình thường, thế bao giờ em về? Bệnh nhân ổn định mình về thì mình mới được về. Nói không lo thì cũng không phải. Thì nhưng mà vì gọi là yêu nghề thì mình vẫn cứ sẵn sàng. Mặc dù tỉnh Hưng Yên chưa có ca nào dương tính với COVID-19, song với diễn biến phức tạp của dịch bệnh này nên luôn có những bệnh nhân phải cách ly tại các cơ sở y tế. Và các y bác sĩ cũng luôn phải thực hiện sứ mệnh của mình, làm việc và chấp nhận thiệt thòi hơn khi không được về nhà cả tuần. Điều họ mong mỏi hơn cả đó chính là sự hợp tác của người bệnh và sự hồi phục của họ. Em xin cảm ơn tất cả mọi người, tất cả các ban ngành từ trên tỉnh và trên huyện và xã và bệnh viện ở đây, đặc biệt là bác sĩ thân sóc em hỏi han em về sức khỏe và tình hình về nhiệt độ của em, cơ thể của em trong mấy ngày qua.
Hơn nữa, trên mặt trận phòng chống dịch này, những chiến sĩ áo trắng hẳn không cảm thấy đơn độc, bởi có sự chỉ đạo của ngành và tỉnh, sự động viên và cả sự biết ơn đối với những nỗ lực của họ. Trong thời gian vừa qua, ngành y tế đã rất vất vả trong quá trình tập huấn, rồi xây dựng các chương trình, rồi chuẩn bị theo phương châm 4 tại chỗ để phục vụ công tác phòng chống dịch. Và đội ngũ cán bộ đã được tập huấn và trực tương đối vất vả. Thì cảm ơn các đồng chí và cũng mong đồng chí phát huy truyền thống của ngành y tế, của địa của tỉnh nhà cũng như là của Việt Nam chúng ta, để làm sao chúng ta cùng chung sức đồng lòng với cấp ủy đảng, chính quyền, với nhân dân để chúng ta phòng chống dịch một cách hiệu quả nhất, với tinh thần cương quyết, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh ta. Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành y tế đã và đang đẩy mạnh công tác phòng chống. Đội ngũ y bác sĩ là những người trên tuyến đầu phòng dịch, đối mặt với môi trường làm việc nguy cơ cao, nhưng những người mang trên mình chiếc áo blue trắng ấy vẫn luôn sẵn sàng vì người bệnh. Những cống hiến và hy sinh thầm lặng của người thầy thuốc trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 thật đáng trân trọng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày 26 và 27 tháng 2, Đảng bộ xã Tân Quang, huyện Văn Lâm tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ được chọn tổ chức đại hội điểm cấp xã của huyện. Sự đại hội có đồng chí Trần Quốc Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm. Tham dự đại hội có 189 đại biểu đại diện cho gần 400 đảng viên của 15 chi bộ trong toàn đảng bộ. Trong nhiệm kỳ qua, cán bộ đảng viên và nhân dân xã Tân Quang đã tích cực lao động sản xuất, xây dựng kinh tế gia đình giàu mạnh và có đóng góp phát triển quê hương. Tổng thu ngân sách 5 năm giai đoạn 2015-2019 đạt gần 130 tỷ đồng, tăng 3,7 lần so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đến năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng một năm. Công tác xây dựng chỉnh đốn đảng được đẩy mạnh gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo lời Bác. Trong nhiệm kỳ kết nạp được 20 đảng viên mới, nhiệm kỳ 2020-2025, nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Tân Quang đề ra thu ngân sách tăng 10% kế hoạch giao, 100% thôn giữ vững danh hiệu làng văn hóa. Đến năm 2025, không còn hộ nghèo theo tiêu chí mới, xây dựng xã đạt đô thị loại 4 gắn với chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Chi bộ Ban Quản lý Bến xe Bến Thủy Hưng Yên vừa tổ chức đại hội lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2022. Đây là chi bộ tổ chức đại hội điểm của Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải. Nhiệm kỳ qua, chi bộ Ban Quản lý Bến xe Bến Thủy Hưng Yên đã lãnh đạo tổ chức kiểm tra giám sát hoạt động của 5 bến xe khách và 16 bến khách ngang sông, tiến hành lập 650 biên bản không xác nhận lệnh vận chuyển đối với 105 lượt phương tiện không đủ điều kiện xuất bến, tham mưu với Sở Giao thông Vận tải, chấn chỉnh đơn vị vận tải có phương tiện vi phạm, kiến nghị đình chỉ hoạt động 12 bến khách ngang sông. Tại đại hội, các đảng viên đã thảo luận những mặt còn hạn chế và đề ra mục tiêu phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2022 là tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng đảng viên về đạo đức chính trị và chuyên môn, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phương án tự chủ tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của bến xe khách hoạt động trong điều kiện là đơn vị tự chủ. Hai tháng đầu năm nay, Cục Thuế tỉnh thu ngân sách nhà nước đạt 1.860 tỷ đồng, bằng 17,6% dự toán năm. Trong đó, thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương được 40 tỷ đồng, thu từ doanh nghiệp đầu tư có vốn nước ngoài đạt 385 tỷ đồng, thu từ khu vực ngoài quốc doanh 449 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân 195 tỷ đồng, thu từ tiền sử dụng đất 580 tỷ đồng. Một số khoản thu vượt cao so với cùng kỳ năm trước như thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương, thu từ sổ số kiến thiết, tiền sử dụng đất, thuế bảo vệ môi trường, thu nhập cá nhân. Tuy vậy, dự báo thu ngân sách năm 2020 sẽ gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch cúm COVID-19 và việc tiêu thụ sản phẩm của một số doanh nghiệp sản xuất bia rượu, nước giải khát giảm. Thời gian qua, thị xã Mỹ Hào tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời áp mái. Hiện thị xã Mỹ Hào có 19 khách hàng doanh nghiệp và cá nhân đang sử dụng,
với mức đầu tư khoảng trên 50 triệu đồng, bảo hành trong 10 năm. Các cá nhân và doanh nghiệp đều có thể đăng ký lắp ngoài qua các công ty hoặc đăng ký ngay tại Điện lực thị xã Mỹ Hào. Bên cạnh việc bảo vệ môi trường, việc sử dụng điện năng lượng mặt trời áp mái sẽ giúp các cá nhân và doanh nghiệp giảm khoảng 30% số tiền điện. Đặc biệt, khi không sử dụng hết sản lượng điện, người dân có thể bán lại cho Điện lực Mỹ Hào. Đến nay, toàn thị xã có 18 cá nhân doanh nghiệp bán lại điện với sản lượng là 489.000 kW. Nhận thấy việc cấy lúa trên đồng đất trũng đem lại hiệu quả không cao, anh Lương Văn Với ở thôn Đào Xá, xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động đã chuyển đổi sang trồng táo đem lại hiệu quả rõ rệt. Từ diện tích đất nông nghiệp của gia đình và thuê lại một số ruộng liền kề, năm 2016, anh Với chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng táo Đài Loan, sau một năm cây táo cho hiệu quả rõ rệt. Theo anh Với cho biết, táo được trồng và chăm sóc chủ yếu bằng phân hữu cơ vi sinh, do đó cây không chỉ sai quả mà còn có độ đường cao. Từ hơn 5 mẫu táo bình quân một năm cho thu 20 tấn quả. Anh cung cấp chủ yếu cho thị trường trong tỉnh, ngoài ra còn xuất buôn cho một số tỉnh thành như Quảng Ninh, Hà Nội với giá bán tại vườn dao động từ 15 đến 25 nghìn đồng một kg. Tùy thời điểm, trừ chi phí, gia đình anh thu lãi gần 200 triệu đồng mỗi năm. Hiện nay, huyện Ân Thi là một trong những địa phương có tiến độ xử lý đất dôi dư và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân chậm so với toàn tỉnh. Điều này gây khó khăn trong việc quản lý đất đai và huy động các nguồn vốn để tạo vốn xây dựng cơ bản tại các xã, thị trấn. Từ năm 2012 đến nay, xã Bắc Sơn không thu được tiền từ xử lý đất dôi dư. Năm 2019, xã mới hoàn thiện 19 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân. Đến nay vẫn còn 97 hồ sơ cần bổ sung các thành phần còn thiếu như ký thay mốc giới, chuyển quyền, sổ hộ khẩu. Đến nay, xã Bắc Sơn mới cấp được trên 300 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chiếm 25% số thửa, đủ điều kiện. Đất của cha ông để lại thì các cô giờ chỉ ở thôi chứ cũng không phải bán hay là không chuyển nhượng thì các cô cũng không cần lấy. Đối với một số trường hợp, các hộ dân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, song vướng mắc trong cơ chế thủ tục qua các giai đoạn cũng khiến cho tiến độ cấp đổi của người dân gặp nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Văn Hưng ở thôn Quanh, thị trấn Ân Thi có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với mảnh đất của bố đẻ chuyển nhượng lại. Tuy nhiên, sau khi mở rộng đường, mảnh đất một phần nằm trong hành lang giao thông nên việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thực hiện được. Tôi có đầy đủ các giấy tờ mà bố tôi đã bàn giao lại cho tôi. Để qua những giấy tờ đấy thì cũng mong muốn các cơ quan có thẩm quyền xem xét để cho gia đình chúng tôi được sử dụng mảnh đất hợp pháp. Năm 2019, huyện Ân Thi chỉ xử lý được trên 1.200 m2 đất dôi dư, thu được 1,2 tỷ đồng. Trong đó, có những xã không xử lý được đất dôi dư trong nhiều năm liền như xã Văn Huệ, Vân Du, Hồ Tùng Mậu. Đối với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lũy kế đến hết năm 2019, toàn huyện mới cấp được 16.078 giấy, đạt 53,1% số thửa, đủ điều kiện. Đáng nói, các thửa đất đã hoàn thiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều là đất thổ cư. Do Ủy ban nhân dân xã thị trấn chưa có nguồn kinh phí để hoàn thiện cái công tác đo đạc lập bản đồ địa chính sau dồn thửa đổi ruộng. Do đó là cái việc cấp đổi đất giấy chứng nhận nông nghiệp sau dồn thửa đổi ruộng trên toàn huyện là vẫn chưa thực hiện được. Thứ hai là về đất dân cư, tỷ lệ biến động hồ sơ địa chính qua các thời kỳ biến động rất lớn. Đối với lại các hồ sơ giao đất có giấy tờ thì chúng tôi đang gặp một số trường hợp là cái vị trí giao đất cho người dùng đất nó không đúng với lại vị trí giao đất trong cái quyết định của ban tỉnh Hải Hưng trước đây. Nguyên nhân của cái việc xử lý đất dôi dư đạt thấp là hiện nay cái mức thu đất dôi dư trên địa bàn tỉnh nói chung so với trước đây là cũng là cao. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những nguyên nhân khách quan được đưa ra như là việc khó khăn trong việc xác nhận nguồn gốc đất, vướng mắc trong cơ chế thủ tục để hoàn thiện hồ sơ, thì thực tế tại huyện Ân Thi cho thấy việc xử lý đất dôi dư, xen kẹp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân nhanh hay chậm phụ thuộc rất nhiều vào sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, vận động, đôn đốc nhắc nhở người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Bên cạnh đó, cần có những biện pháp cương quyết đối với những người không chấp hành quy định về luật đất đai, chứ không phải tâm lý chung là chờ người dân có nhu cầu mới đến làm việc.
Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.